Sáng 22 tháng 2, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 tại vùng 5 Hải quân. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trọng tâm là xây dựng lực lượng, hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện. Qua kiểm tra, vùng 5 Hải quân đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2023, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho cán bộ các cấp đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu thuyền, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.